Chị đang làm gì? Diệt cỏ à? Xua ruồi. Hả? Xua ruồi. Cái gì cơ? Xua ruồi. Xua ruồi á? Đúng rồi. Sao lại xua ruồi? Này con nhà các cô môi trường. Là giết những cái cỏ này đi à? Vâng. À, hay quá. Tiêu diệt nó đi đúng không? Để cho cảnh quan đô thị càng ngày càng đẹp hơn. Đấy, tức là ý thức này, ý thức như thế này là một số bạn đưa chó ra đây để đi vệ sinh là không được. Đấy. Một cái clip này sẽ nhắc nhở cho tới mọi người ở nơi đây. Đúng rồi, bạn làm cho đẹp cảnh quan. Đúng rồi, đẹp, công nhận đẹp. Đấy, mèo ra đây, đá này lấy đâu ra không khí trong lành nữa. Chính xác. Như này mà ở một số quốc gia là người ta sẽ phạt đấy. Không phải đơn giản đâu. Nên là một số người dân mà mang chó ra đây đi vệ sinh như thế này là rất là mất lịch sự. Ý thức kém. Đây này, rất là kỳ công khi mà các chị ấy đi diệt những cái cỏ này, nó gọi là cái cỏ dại. Em không nhớ cỏ nhưng gấu. Cái cỏ gấu đúng rồi, cái cỏ này là cái cỏ nó sẽ mọc rất là kinh khủng như này. Mà cái rễ và củ nó sâu lắm đúng không? Đấy. Để có một không gian trong lành như này thì không thể thiếu những người là các cô các chị làm về môi trường như này, cắt tỉa cây. Giống nghề của anh cũng làm đẹp cho đời. Đấy, những cái gì mà xấu là cũng sẽ phê phán. Thế là mọi người mà buổi tối mà mang chó ra ngoài này mà để đi vệ sinh là không thể chấp nhận được. Đúng rồi. Rất là tỉ mỉ như thế này thì cả một mấy cây số như thế này thì các chị làm mất thời gian lắm nhỉ? Không phải đơn giản đâu. Nhìn công việc chỉ vẩy vẩy đấy thôi, nhưng mà giữa cái mùa hè nóng bức như thế này công yeah, đây nó sẽ là nó sao mình không phun? Phun thì chết hết những cái cây cỏ này. À, nếu mà phun thì nó sẽ bị chết những cái cây cỏ kia đúng không? Đang phải trồng cỏ này hả? À, mình sẽ trồng cỏ lá kim. Cỏ này gọi là cỏ Nhật. Cỏ Nhật, cỏ lá kim đấy. Và những cái cỏ này là sẽ phải tiêu diệt nó đi. Ôi ôi, thế này thì mất công lắm, trời. Thế người khác nhìn vào mới bảo là hai cái bà này dở hơi. Đấy đúng, nhìn cái công việc này thì đúng thật là nghĩ là các chị không biết đang phẩy phẩy cái gì. Không biết phẩy cái gì luôn. Cái này là dở hơi. Ở trên đầu cái này còn con nón này. Thêm một cái lớp. Cái ánh bạc khi nó còn hấp nhiệt hơn không? Chống nắng đấy à? Hay quá. Đây mà phẩy một ngày như này thì còng hết lưng. Đang còng rồi. Đấy, mỏi hết lưng. Về tối đi ngủ làm sao được? À, tối bảo chồng bóp cho đúng không? Hay quá. Đấy. Công việc của các chị môi trường rất là tỉ mỉ. Nhà chị có gần đây không? Trương Dương ở đây gần đây ạ. À, cũng gần đây thôi đúng không? À. Thế thì mình làm như này thu nhập mỗi tiền lương công ty trả hả? Vâng, tiền lương. Thế là mình chỉ đảm nhiệm ở trong công việc ở thành phố đây thôi đi. Đúng rồi. Thế là lương của chị thu nhập vào một tháng được bao nhiêu? Một tháng bình quân 6 triệu. Bình quân là 6 triệu. À. Mà làm việc là theo 8 tiếng à? Cái này nó là công ty môi trường đô thị riêng đấy đúng không? Đúng rồi, công ty của em là công ty cổ phần quản lý công trình và đô thị. Anh thấy anh về đây thấy rất là nhiều cái khuôn viên công viên rồi là những cái đường phố rất là đẹp. Hóa ra là có nguyên một công ty riêng. Đây là tất cả những cái cây này mới cắt xong bắt đầu là nó sẽ mọc lên lá xanh lên rất là đẹp. Anh ở Hà Nội ấy. Ừ. Rất vất vả.
trưa hè, mùa hè nóng như thế này mà các chị em vẫn phải mặc một bộ quần áo kín như bưng, vắt phết đấy. Nhìn nó đơn giản như thế này thôi nhưng để tiêu diệt những cái loại cỏ này đi, không khác gì như kiểu tiêu diệt tham nhũng ấy, đúng không? Mà những cái quan, những cái người mà quan tham gọi là tham nhũng thì chả khác gì mấy cái loại cỏ này, phải tiêu diệt, đúng không? Em cảm nhận thấy em là một người công dân ở Việt Nam, làm một công việc về môi trường, em cảm thấy vừa rồi đảng và chính phủ người ta bắt những người quan tham thế thì em cảm nhận thấy thế nào? Em cảm thấy rất là ủng hộ luôn. Ủng hộ đúng không? Vâng. Niềm tin cho với đảng lại càng mạnh, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đây là những cái cây cỏ như thế này thì đúng thực sự là diệt rất khó đấy chứ, có phải có đơn giản đâu. Vì cái rễ của nó, cái củ của nó bám xuống rất là sâu. Cái củ của nó thì chắc nó không thể diệt được tại vì nó ở dưới lòng đất này. À. Cho nên là mình chỉ diệt được cái... Diệt được phần bên trên thôi. Bên trên được thôi. Đấy. Môi trường càng ngày càng xanh sạch đẹp nên là mong rằng là ý thức của người dân, nhất là dân sinh, nơi sinh sống người ta sẽ có ý thức nhiều hơn. Đấy. Ý thức nhiều hơn để tạo ra những cái môi trường sống như thế này. Tức là em làm lương thế là tính theo năm à? Tức là bạn nào mà làm lâu hơn thì lương cao hơn à? Lâu hơn và cũng cao hơn anh ạ. Theo tay nghề nữa. Họ cũng chi trả theo tay nghề nữa. Nhưng ngoài ra thì công ty mình có nhận các cái công việc ở ngoài thêm không để làm không? Có nghĩa là bên dịch vụ ngoài đấy ạ. Dịch vụ ngoài đúng có, rồi. Có. Đấy, anh nghĩ rằng là những cái dịch vụ ngoài đấy nhận thì nó mới có thêm được có thêm thu nhập cho công ty và cho công nhân viên chứ, đúng không? Ừ. Chứ còn nếu mà làm chỉ mỗi đô thị không thì tiền làm sao mà đủ được. Đấy, dịch vụ chăm sóc kiểu nhà vườn các thứ nhỉ? Các công ty đấy, chăm sóc các công ty, các khu công nghiệp nhỉ? Ở đây ở Hải Dương này khá là nhiều khu công nghiệp mà. Nên là công ty cây xanh đô thị này thì người ta có thể nhận được những công việc đó để làm. Đảm nhiệm hết. Đảm nhiệm. Cảnh quan anh thấy là anh về đây thay đổi khá nhiều ấy. Đẹp. Cây cối đẹp đúng không? Cây cối đẹp thật nhỉ. Vâng. Cái thảm. Cái đoạn hồ sen kia kìa. Rất đẹp luôn. Không những ở đây, không những tuyến đường ở Hồng Quang mà là những tuyến đường khác đây. Ừ. Những cái thảm cây, thảm cỏ rồi là những xanh cây mướt. Cây cối nên là anh có đi ra anh sờ vào cái cỏ này hôm trước ấy, nó êm lắm. Thế là hóa ra là phải đi diệt hết những cái cỏ kia đi. Đây này, như thế này thì nó tốt được. Thì đúng rồi. Thì không nó lấn hết, nó ung tùm lên thì chết. Lấy một cái chổi quét sơn rất là nhỏ để trị cái bọn này. Em được mấy đứa rồi? Em được 2 cháu. Ông xã có làm cùng nghề không? Ông xã làm nghề gì? Em làm công ty này anh ạ. À, cùng làm công ty cùng em gì? À, thế là hai vợ chồng làm cùng công ty thì cũng dễ hiểu nhau hơn đúng không? Cái cuộc sống này cứ bình ổn thế thôi. Cứ bình thường. Bé nhà em lớn chưa? Lớp 8. Bắt đầu là tuổi dở ông dở thằng dần dần đấy nha. Kinh thật đấy mọi người, cắt tỉa rất là đẹp luôn. Sống ở tỉnh lẻ thích nhất là nó trong lành. Nó cũng ít người. À, anh về đây chơi thôi. Là công việc gì nó có những cái khó khăn của nó nhỉ? Để diệt những cái cỏ như thế này, như là nó lại mọc giữa những, tức là giữa người tốt và người xấu cạnh nhau như thế này. Đúng rồi. Nên là phải lọc ra, diệt những người xấu đi. Còn những người tốt sẽ giữ lại. Đúng thế đúng không? Đúng như để cho xã hội được nhờ. Đấy, để cho xã hội được nhờ đấy, đúng như là cuộc chống tham nhũng. Đấy. Cuộc sống của những người dân mình đấy. Đấy. Con chen.
cỏ Nhật kia thì rất đẹp và cũng mọc lên rất là nhiều, như là những cái dưới. Ông bạn cỏ dưa cây cỏ cổ. Nhật và cây cỏ gấu này là vân trên nhau này. Đấy, cái ông cỏ gấu này thì ông ấy phát triển rất là mạnh nhưng mà ông ít hơn, nên là ông ấy sống không có ích nên là chúng ta phải diệt. Cũng như kiểu quan tham thôi, không có ích còn, thì diệt luôn, diệt tận gốc. Bây giờ là triệt tiêu trước mắt, là triệt tiêu ở trên từ cành trước, đúng không? Đúng như đảng và nhà nước đang làm, thế là muốn xử lý một cái chưa triệt để được hết, đúng không? Chắc chắn là anh tin rằng là một ngày nó sẽ trong sạch, một ngày sớm nhất nó sẽ trong sạch được toàn bộ hết. Bởi vì là thực ra cái gì cũng thế thôi, cũng như mình diệt cỏ thôi, làm sao mình diệt một phát hết được, phải diệt từ từ. Cái loại quan tham thì này nó cũng như cỏ rác vậy thôi. Đang tác nghiệp ạ. Đang đi gọi là diệt quan tham. Diệt những cái loại cỏ mà không có tác dụng trong xã hội. Đấy, làm khổ cho các chị để các chị mất công phải đi vẩy vẩy như vậy. Với cái đoạn này nó nhiều thế. Cái đoạn này nó tham cũng nhiều. Đúng không? Đoạn này nó nhiều tức là nó tham cũng nhiều. Ui dồi ôi, này mà giết được hết cái độ chỗ này đi thì mệt ghê. Chị em mình chỉ vui vẻ đấy, một buổi chiều đấy, ra một câu chuyện, nói chuyện nó vui, cuộc sống đơn giản nó chỉ thế thôi. Thực ra ăn uống bây giờ thì mình cũng có ăn được nhiều đâu. Quan trọng là chi tiêu thôi chị nhờ. Tiền chi tiêu con cái, gia đình. Ăn bây giờ có khi chị em mình còn phải giảm ấy để cho đỡ béo ấy. Công việc diệt cỏ. Nói đến công việc diệt cỏ tôi liên tưởng đến là công việc chống tham nhũng của bác Trọng và nhà nước. Để có một môi trường xanh sạch đẹp thì chúng ta phải diệt tất cả những gì mà không tốt đẹp cho xã hội. Cũng như các chị đang diệt những cái cây cỏ, những cây cỏ gấu mọc không đem lại gì cho cuộc sống rồi. Cái cỏ Nhật người ta đang đẹp như thế này, chúng mày cứ mọc chen vào đây, mất lịch sự, mất lịch sự, đúng không? Phá hoại, vô tích sự, tiêu diệt chúng nó. Rất hay. Bởi vì nha, hôm nay em xem clip này này, xem các chị như này này thì em mới thấy rằng là để có những cái bãi cỏ đẹp như kia thì phải mất rất nhiều công, từ cái lúc mà mình đổ đất vào, đúng không? Thì em nghĩ rằng cái cỏ này là cũng là do cái phần mà lúc đầu cái đất của nó ấy, nó vẫn còn không nhặt được hết, đúng không? Đấy, cũng như kiểu là lúc mà mình nhà nước đào tạo ấy, đào tạo cán bộ ấy, cũng không thể chắt lọc được hết. Đấy, rồi là cán bộ tư tưởng sai lệch đi và trở thành những người xấu phá hoại đất nước. Chính xác, phải có những người cao tay. Mà dân tộc ta thì bao nhiêu năm rồi, bắt đầu là bây giờ đã có bác Trọng sinh ra đúng thời để cứu tinh cho dân tộc. Phải nói là cứu tinh đấy chị ạ. Phải nói là cứu tinh đấy. Đấy, không cứu tinh như thế thì chị em mình cuộc sống mình không được như này đâu. Vất vả lắm. Những cái loại làm xấu đất nước đấy nó phá hết. À đấy, tức là như chị nói là không có bác Trọng thì là bản thân mình còn phải bon chen với đời hơn nữa. Đúng, thực tế là như thế, bởi vì như vậy là chị rất hiểu về cuộc sống đấy. Một số cái quốc gia mà đi sai lệch đường lối, cái là bây giờ người dân người ta rất khổ. Đơn giản như Ukraine chẳng hạn đấy. Rồi còn đời con đời cháu mình ấy chứ. Đấy, chiến tranh thất nghiệp rồi là đói, thiếu lương thực, thiếu năng lượng. Mình bây giờ có giá xăng nó có tăng lên một chút thì mình cũng bị ảnh hưởng chứ. Đúng rồi, ảnh hưởng nhiều đấy chị ạ. Ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt kinh tế của mình. Mà giá xăng tăng lên, nhưng mà lương thực thì mình thì thoải mái được. Mọi thứ tăng lên chị nhỉ. Ảnh hưởng toàn cầu. Đấy. Chính xác. Cơ quan tham không ăn hết rồi đâu đến nỗi.
Nhất là theo em nghĩ thì sau cái lần này thì chống tham nhũng mạnh như thế này thì chắc là cũng quan tham cũng sợ đấy. Bớt phần nào? Bớt đấy, bớt. Sợ chứ chị, nói gì nói. Chị công nhận không, con người ta sinh ra và lớn lên đến lúc mất đi. Mất đi là có nghĩa là hết, nhưng không phải. Mất đi thì mình còn phải phần linh hồn của mình, đúng không ạ? Có những người mất đi mà người ta rất là tôn trọng. Có những người mất đi thì người ta không bao giờ người ta thèm để ý đến nữa. Đấy, đọc hết cả lưng khổ. Bởi vì các chị cúi không? Phải cúi nhiều. Đau chứ. Mà nhất là con gái đàn bà đã sinh đẻ xong rồi thì nó cũng ấy. Nên vì sao mà ngày xưa em nhớ ra là nhiều các bà, các cụ nhà mình ấy cứ hay bị còng lưng, chắc đi cấy rồi làm ấy. Đúng rồi, sau sinh mà. Phụ nữ sinh xong rồi là rất là mệt. Cứ cúi như này thì làm sao mà về già không bị còng lưng. Công việc thì nó nhẹ nhưng lại ngược lại thì nó lại vất vả ở nhiều điều khác. Này là khoảng mấy ngày thì nó chết rồi chị? Ngày khoảng 5-7 ngày. 5-7 ngày. Sao là nó bén vào cây mà. À. 5-7 ngày rồi nó có hết. Chị kia như kiểu giọng không phải ở đây đúng không? Đúng rồi, một thông hóa. Thế à? Đây, đây phải chào cô gái xứ Thanh anh hùng. Đấy, xứ Thanh anh hùng đấy em ạ. Không giáo. Không, đó là lịch sử và đó là những gì mà cha ông ta đã để lại, đúng không? Thanh Hóa là một cái nơi phải nói là cái nôi cách mạng và cái nôi truyền thống từ xưa đến nay rồi chứ không phải là bây giờ, từ các đời vua chúa ngày xưa rồi. Mảnh đất xứ Thanh là mảnh đất anh hùng. Em ở đâu xứ Thanh? Em ở thành phố. Em ở thành phố Thanh Hóa. Và ra đây lấy chồng. Thế mối duyên nào mà lại lấy chồng ở ngoài này? Em chỉ thích bánh trưng đất thôi anh. À. Em nói đến câu bánh trưng đất có nghĩa là ám chỉ người Hải Dương đúng không? Em chỉ thích ăn bánh trưng đất thôi. Cái câu bánh trưng đất và gà cắm tăm này rất hay của người Hải Dương. Đó là những cái câu nói mà một thời kỳ đã qua mà chúng ta bây giờ nhớ lại, đúng không? Đấy. Đấy, cũng như là Thanh Hóa là ăn rau má phá đường tàu đúng không? Đấy, bây giờ nghĩ lại thì nó rất là đáng yêu bởi vì nó nằm ở trong cái khoảng thời gian của những thời kỳ bao cấp. Đấy, thời kỳ bao cấp thì có những cái câu nói rất hay. Lúc đấy có thể người dân hay tự ái với nhau nhưng đến bây giờ thì mình nghĩ rằng tất cả nó do cuộc sống khó khăn quá, chị công nhận không? Và nó tạo nên. Đấy, và bây giờ nó đã trở thành những cái ký ức ấy. Nhắc đến như thế là trở thành ký ức, chứ còn ví dụ bọn trẻ con bây giờ làm sao nó biết được là bánh trưng đất. Nó làm sao mà nó có thể là biết là ăn rau má phá đường tàu đúng không? Nhưng là cái nghĩa của câu ăn rau má phá đường tàu đấy ấy, nó cực kỳ hay đấy em ạ. Nó không phải là bêu dếu người Thanh Hóa đâu. Mà trong cuộc chiến của Pháp đấy thì là ý là người Thanh Hóa người ta không có gì ăn, ăn đơn giản thôi. Gần như chẳng có cái gì ăn ấy. Chỉ ăn rau má thôi nhưng sẵn sàng có thể phá đường tàu được để là cho bọn Pháp nó không thể đi được. Đấy, chứ không phải là đi ăn cắp đâu. Đấy, nên mình phải hiểu ý nghĩa của nó. Thế mà người Hải Dương cứ bảo là dân Thanh Hóa phá đường tàu. Hay chưa? Đấy, giọng của cô gái của Thanh Hóa. Thanh Hóa là một trong những mảnh đất anh hùng đấy, sản sinh ra rất là nhiều người vĩ đại đấy, không phải đơn giản đâu. Đấy, ngày xưa thì các cụ là đi diệt giặc Tây, giặc Tàu, nhưng bây giờ các em này đi diệt cỏ, giặc cỏ. Đây là giặc cỏ. Em có hay về quê không? Dạ, em cũng thi thoảng. Nghỉ hè này có cho các cháu về quê ngoại chơi không? Dạ, có ạ. Về quê ngoại đi biển, ở đấy có biển Sầm Sơn nhỉ? Đấy. À, tức là trong ở công ty thì một năm là người ta sẽ tổ chức cho đi du lịch. À, công ty sẽ tài trợ hết chứ? Công ty tài trợ hết. À. Đó là đi Sầm Sơn mấy hôm? Đi 2 hôm. Đó là thoải mái rồi, đúng rồi. Là tức là sẽ tài trợ cho cả đi kiểu cả gia đình chồng con đấy à? Đấy cũng hay nhỉ. Mỗi năm đi như thế để cho nó có gắn những cái tinh thần đoàn kết nhiều hơn trong nội bộ công ty. Thích. Thôi qua một buổi nói chuyện về việc gọi là trồng cây xanh. Cây nào nên giữ và cây nào nên bỏ thì tôi mới thấy rằng là cuộc sống này thật là đáng yêu.
dù các chị ấy còng lưng như thế này đấy, tối về có khi vẫn còn trả bài cho chồng ấy. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.